ma ai quỷ, nay rõ trắng đen, ai khổ bao phen, bây giờ sung sướng, có công được thưởng, có tội phải trừng. Thế kỷ 20 không còn cộng sản, chỉ còn tư bản, mới biết rõ ràng ai thua ai thắng. Có nghĩa là sau cái trận chiến thứ ba đó, là mấy vị có nói là Mỹ thâu lợi phẩm, trời ban phong thần là nước Mỹ sẽ là nước cuối cùng kết cuộc lại. Tại nước Mỹ cũng phải đại diện làm đàn anh cho cái quả địa cầu này, cho tất cả các đồng minh. Mấy con canh mỗi ngày gặm á, ngồi cái trái vừa tươi, vừa khui ra, phải không? Cái niệm Phật, để anh chán niệm Phật, niệm gì cũng được. Bắt đầu cái rửa mặt, phải không? Thì con người của mình sáng ra, nó không có trượt, tức là bùa, thư ém, ngải gì đó cũng sẽ tiêu tan. Tại trên thế giới này, trên thế gian này không có gì sạch bằng nước dừa, nó trị được bùa ngải. Cho nên trước khi mình uống, mình lấy một chút mình rửa thôi, đủ cái mặt thôi, còn nhiều uống mà. Vậy nè, làm gì nè, nắp kinh rồi. Có là thôi, không sao. Có lấy áo một chút. Rồi, ok. That's ok. Giờ mình tập trung vô mình nói vấn đề xuất thế gian, học vấn. Tại vì cái học vấn thế gian này rất là bình thường. Một đứa bình thường, một con chuột mà ở trong chùa thì là kiếp sau con chuột đầu thai thành hòa thượng, con hiểu không? À, cho nên những vị mà Đạt Lai Rinpoche của Tây Tạng, họ cũng là một nhà tu bình thường của thế gian, thì họ cứ phải tái sanh, cứ reincarnation làm người Tây Tạng. Chứ họ làm người Việt Nam, họ làm hòa thượng Việt Nam thì những cái học vấn của Tây Tạng á không có work. Cho nên họ cứ theo cái truyền thống đó, họ cứ tái sanh phải là người Tây Tạng. Thì con chuột mà nó ở trong chùa hòa thượng Thiên Hóa giảng mà, thì năm kiếp sau á cũng là thành hòa thượng được. Cho nên cái học vấn thế gian này không là cái gì hết. Ngày xưa lúc mà sư phụ bắt đầu giống như nhớ về cái lại giới thức mình phải làm gì đó, thì những năm đầu mở chùa, sư phụ gặp thầy nhỏ thầy lớn gì cũng lại đến mòn đầu gói. Ở trên trời mấy gì mới kêu xuống, hê con, cái đầu gói con có vàng á, con phải gặp ai cũng lại đâu, chỉ lại Phật với lại cha mẹ thôi, hiểu không? Thì mấy con cũng vậy, lại Phật lại cha mẹ, chứ không phải mình gặp ai mình cũng quỳ mình lại. Còn mà gặp mấy thầy mình chỉ tôn kính, giống như mình xá, giống như mình chào như kiểu Thái Lan, ok. Thì cái xúc thế gian á là nó quan trọng hơn. Mà bao nhiêu người hiểu, bao nhiêu người biết xúc thế gian quan trọng. Những mấy bác ngày mai đến đây dự tiệc với mình, ăn cơm Tết với mình, mấy ổng có lỗi lạc, mấy ổng có là đại tá hay là tướng đi nữa, mà không có nghiên cứu, không có hiểu về xúc thế gian đó, mấy ổng cũng vẫn coi sư phụ rất là tầm thường. Thì đúng, sư phụ rất là tầm thường với người thế gian. Nhưng mà xuất thế gian sư phụ không phải là người tầm thường. Phụ dám nói hột với mình nó cũng phải quỳ dưới chân sư phụ. Một con chim chỉ, Bill Gates là con chim thôi mà, nó đâu phải là ông tiên đâu. Tại vì con chim nó ăn lúa cho nên nó có phước hôm nay thành tỷ phú. Nhưng mà con chim này á, có xứng đáng nằm ở trong cái giường của thiên đình, của nhà của sư phụ hay không nữa. Cho nên cái xuất thế gian mà là cái kết quả mà chúng ta đã luân hồi sanh tử hàng nghìn kiếp, đi từ thành tinh này, từ Bắc Cô Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Hàng Châu, Tây Ngô Quá Châu. Chúng ta đâu có biết, chú phụ là người biết. Chú phụ đã già rồi, chú phụ đã mấy triệu tuổi rồi, mà người nhân loại không có biết. Cứ tưởng là chú phụ chỉ có năm mấy tuổi này thôi. Đó là lý do tại sao hôm nay cha và hội đồng chư Phật chọn chú phụ xuống ở cái thời kỳ này để nói lên những cái gì mà siêu nhiên, để cho họ biết chúng ta xuống đây chẳng qua là một cái màn kịch rất là ngắn, một cái sắc phàm 100 năm phù du, để mà học hỏi cái khôn, để mà tiến hóa là tiến hóa, không phải cái sắc phàm. Cái sắc phàm làm sao tiến hóa được? 5 tuổi thì gán uống sữa, ăn siro cho lớn lên, rồi đi học cho giỏi cho xong, hết đại học rồi đi làm. Rồi đến lúc mà đến cái tuổi trung niên, có con có cái rồi, bắt đầu cái
cái sức khỏe này xuống. Cứ nghe cái sắc phàm lúc trẻ thì đi lên, rồi sau đó đến lúc trung niên như cỡ năm mấy tuổi rồi bắt đầu đi xuống, càng ngày càng bệnh đúng không? Đâu có ai nói càng ngày càng khỏe. Hồi ở cái tuổi thanh niên 25, 26 tuổi, sư phụ thức nguyên từng, lái xe truck đi lên đi xuống từ đây đến Nam Cali, đi đi bay bận không, 3 ngày 3 đêm không ngủ. Này đó, đi làm việc cực vậy đó. Mà hôm nay mà thiếu ngủ một tiếng đồng hồ á, cũng mệt á, thì sức khỏe càng ngày càng đi xuống. Con người cái xác phàm đi xuống, nhưng cái linh hồn chúng ta không thể đi xuống nha. Cái linh hồn từ lúc mấy con vừa sanh ra giờ đến khi mà sức khỏe đi xuống thì kệ nó đi, who care, đừng có bother nó. Giữ được nhiều thì mình học nhiều, giữ được ít thì mình học ít. Nhưng mà cái tinh thần của chúng ta vẫn là bi trí dũng, vẫn là bất khuất thì mới là đúng. Cho nên tại sao có những người lớn tuổi mà người ta bi trí dũng, thì người ta đến ngày cận tử nghiệp, người ta trước khi ra đi người ta vẫn còn minh mẫn. Tại sao có những người vừa mới cái năm mấy 60 tuổi lẩm cẩm mà liệu quên tùm lum, là gì? Không có chịu học Phật, không có chịu học suốt thế gian. Cho nên cái quan trọng nhất hôm nay mình nói là vấn đề suốt thế gian và thế gian. Đa số người công giáo họ học thế gian không à, từ bi bác ái làm từ thiện thôi, họ không học suốt thế gian. Sư phụ dạy mấy con là suốt thế gian nhiều và cũng là dạy thế gian, nghĩa là mình phải ngồi thiền mình mới suốt thế gian. Còn bên những cái khác người ta không có ngồi chịu ngồi thiền, cũng giống như mấy người sáng là pho tịch, mấy người đó lăn xăng. Hỏi anh Kiệt bây giờ em mệt mỏi quá giờ phải làm sao? Bác ấn tả muội, mỗi ngày sáng ngồi nửa tiếng, tối ngồi nửa tiếng cho tao. Thì mày muốn làm me, làm thị trưởng, làm supervisor, cao đi gì gì đó đều được hết. À thì cái bữa nay em học được cái này, thấy chuyện dễ ợt vậy mà người ta đâu có biết. Thật sự hồi truyền tâm ấn cho hàng đó, hồi dạy nó sau này có làm me làm gì cũng đừng lấy bao thơ của Việt Cộng để mà phá nát cộng đồng. Tại cộng sản nó mua chuộc những cái thằng ở trong chính quyền Mỹ để mà đánh lại ngược lại những người của mình, con hiểu không? Hồi chỉ dạy nó nhiều thôi, đủ đồ nghề này, sống cả đời. Tại mấy đứa nó lớn đây rồi nó bị mua chuộc đâu có biết, nó đâu có hiểu gì giữa màu vàng với màu đỏ đâu. Đưa bao thơ cho nó nói ngọt lỗ tai nó là nó dập nát cái cộng đồng này liền á, cũng vô tư lắm, nó không có hiểu. Đúng ra mình có cái Little Sài Gòn ở đường Story chỗ với Việt Mỹ Thao, nhưng mà cuối cùng hôm nay chúng ta không có cái danh hiệu đó. Đúng ra ở ngoài mấy cái xa lộ 101 hay 2680 đều có cái bảng Little Sài Gòn, nhưng mà chỉ vì bị bao thơ không, bị mấy thằng kim cương nằm dụng nó phá nát. Cuối cùng cái bắt cơ ly này như là nồi chó heo, chú hữu thường kêu bắt cơ ly là nồi chó heo ở chỗ này nè, mà chú hữu sanh ra ngay chỗ này mà phải đứng một mình giữa trời chống chọi tám bề thọ địch, từ lãnh đạo cộng đồng cũng ghét mình, rồi mấy ông thầy mình từng cúng dường để mà xây chùa cho mấy ổng, nhưng mà cuối cùng mình mới phát hiện là mấy ổng là làm việc cho cộng sản không, tức là chùa thầy quốc danh đó, không biết không, ở Mỹ này thầy chùa quốc danh không à. Chỉ có một thầy hôm nay bị yên tịch, đó là hòa thượng Thích Thắng Quang. Ngày xưa đó thiên tử xuống trần mà không có được phong trở lại thì cũng là đi một chuyến du lịch, thì lúc đó ông ngồi thiền sao không biết, mà bữa nay nãy sư phụ kêu ông tới để mà chi ân ông, ông cũng là ân sư cho vụ không, thì ông gom được 7-8 hòa thượng lớn đều có thần thông, tại mấy hòa thượng lớn là đều cũng ngồi nhập định được. Thì lúc đó cha mẹ với Phật Thích Ca với Phật A Di Đà Hán Quang đến để mà làm cái lễ quán đảnh cho cái thằng thiên tử này. Lễ quán đảnh có nghĩa là lễ giống như con gỡ cái tem ra, gỡ cái wifi ra vậy đó, để cho Thiên Long Bát Bộ và tất cả các vị Phật trên tất cả các trần trời, tất cả những vị thần, những vị thánh, những vị Bồ Tát mới chiếu xuống trần, giống như kính thiên chiếu xuống trần vậy đó, để cho tất cả các vị theo gia hộ cho những đứa con hội thiên ngày hôm nay thiên tâm nhân nhất tụng Nam Mô, và để cho tất cả những vị A-la-hán theo hộ với cái xác phàm của sư phụ. Thì hòa thượng Thích Thắng Quang về mặt tâm linh ổng rất là cao siêu,
Hồi nãy sư phụ hỏi giờ ngài đâu rồi, để tại tôi không có xuống với Nam Cali làm đi đám ma ngài được. Ông đang nằm, cái xác ông đang nằm dưới á, bữa nay nè. Nhưng mà cái hồn của ổng á, mấy vị nói đi về với Phật rồi, ổng làm xong nhiệm vụ rồi, về với Phật A Di Đà rồi. Thì ổng là người đầu tiên sư phụ verify là đã được về Phật A Di Đà. Mới sáng sư phụ có hỏi. Chứ nếu không sư phụ kêu cái hồn ổng tới nói chuyện giống như xưa hòa thượng nói siêu á, vừa chết sư phụ kêu lại nói chuyện được. Tức là chưa có về với Phật A Di Đà. Thì thời đó đó, ổng ngồi thiền thì ổng mới kêu sư phụ á, con á đi về làm một cái kim bài hình vậy nè, xuống vậy. Ổng là người biểu sư phụ làm. Thì hôm nay sư phụ cầm cái cục màu vàng vàng á là do ổng design ra đó. Trên đó có để là Thái tử Thiên Nhãn rồi cái gì Son of God gì đó, đại khái là ông đó. Rồi làm một cái lễ cũng rất là trịnh trọng. Lúc đó có cha mẹ đứng chứng. Cha mẹ là vô vi nhưng mà hữu hình phải có người execute. Active thì ổng là active. Thì ổng kéo được hòa thượng Đế Siêu, hòa thượng Nguyên Đạt ở hiện giờ cũng còn sống ở bên Stockton, rồi mấy hòa thượng ở đây nữa. Thì lúc đó mục đích cái lễ mà lễ quán đảnh, không có ai có khả năng làm cái đó. Người bình thường không bao giờ được làm lễ quán đảnh. Làm tầm bậy là học máu chết đó. Bên cõi vô hình không phải muốn làm gì làm. Người đời không có biết. Người đời có nghĩ là làm như làm mạo gì mị Phật tử hay làm mấy những cái chuyện đại trọng đại giống như lễ tế trời á, có ai dám làm đâu. Con thấy trong mấy ông thầy á, mấy ông chỉ gạt dân nhưng mà cộng tóc rồi quay rồi chơi rồi thì được. Còn làm như kiểu tế trời hay lễ quán đảnh mà sư đang nói á, khách mấy ông dám làm á. Chỉ có thiên tử thứ thiệt á thì mới được lệnh kêu làm, con hiểu không? Cho nên con phải hiểu, con đạo thiên, con là tử của sư phụ, con phải biết vậy đó. Thì lúc đó giống như mở cái hoa ra để cho tất cả hội đồng chư Phật thừa nhận cái đạo thiên tâm xuống trần. Thừa thiên tử mang sắc phàm, nhưng mà trong cái chân linh sư phụ á, là thiên tử. Trong cái cõi vui khi hụ nghị ngủ á, nó quá thân đi nhiều nơi á, đi đâu á cũng có thiên lọ thiên thần thiên long bát bộ hộ pháp để mà gia hộ. Còn về mặt hữu hình thì ổng là người chủ trì của buổi lễ đó. Có cái video hồi nãy sư phụ đưa cho mấy đứa này về cứ ngắt ra bỏ lên mạng. Hồi xưa vậy sư phụ không có nói cái này và cũng không có dám lấy mấy cái hình ảnh cũ ra. Tại vì nó ảnh hưởng nguyên cái Phật giáo. Vì về mặt đời đó, ngài á là của một cái hệ phái của Phật giáo chánh thống, gọi là chánh đạo của Mỹ. Nghĩa là Phật giáo có hai phe, phe của Việt Cộng và phe của trước 75. Ông này là vậy. Thì chức sắc rất là cao, cho nên mình không muốn mất uy tín, thích trí tịnh. Thì thời đó khi mà làm cái đó xong, làm buổi lễ đó là giống như đại khái là officially đạo, cái đạo đã ra đời, tất cả các mấy vị chư Phật đều gia hộ cái dấu này. Khi ai bất cứ người nào mà đeo, và đồng thời là khi sư phụ giống như hồi xưa sư phụ dĩ nhiên có mấy vị hộ pháp giống như giờ thôi, Xích Long, Mịch Long, rồi mấy vị hộ pháp mấy ông thiên tướng, nhưng mà không có ra comment nghĩa là dậm chân nè. Hiện giờ thí dụ sư phụ đang ngồi mà không có dậm, sư phụ chỉ vỗ tay ba cái đó, thì cũng là ra hiệu lệnh. Và cái tay này là cái ấn. Cho nên có lần sư phụ kể cái clip sư phụ đi, có cái ông thọ thần, ông ở 3.000 năm á, cái tay sư phụ để vô á là ổng không có bị nhốt ở trong cái cây nữa, không ổng bị ra, ổng giống như cứu tài thiên vậy đó, đại khái vậy đó. Thì cái tay này cũng là cái ấn. Cho nên tại sao có nhiều người sư phụ để cái tay á là nó cũng vừa có điển mà vừa cũng là cái ấn lệnh. Thì có buổi lễ quán đảnh đó, cái Phật giáo với cái Công giáo bao nhiêu nghìn năm nay nó tách, giống như có sự khác biệt và họ cũng hay có sự đối chọi nhau. Hôm nay đạo thiên chúng ta con ông trời, chúng ta nối kết lại giữa Phật và Chúa và Thượng Đế thì chung với nhau. Nhưng mà họ một điều á, tại vì họ không phải là như kiểu sư phụ là người cõi trời thì biết nhiều chuyện cõi trời, họ không có biết, họ chỉ đọc theo kinh điển thôi. Kinh điển
bao nhiêu vị tổ đều mỗi người sửa một chút, cho nên nó cũng không có đúng 100% nữa. Ở trên trời là một hết trơn. Mỗi lần mà cha mà ngồi nói chuyện, Phật cũng phải, Phật cũng là con của cha mà, cũng phải nghe lệnh của cha chúa hay là bên Hồi giáo, là cùng như vậy, nó y như một cái hoàng cung vậy đó. Còn xuống đây, mỗi cái vùng miền, căn cơ cũng giống như đứa nào biết nói tiếng Nga thì đi mở lớp dạy nói tiếng Nga, đứa nào biết nói tiếng Mỹ thì mở lớp dạy tiếng Mỹ vậy đó. Chứ còn đưa cái đạo Phật vào Âu Châu, kiểu mấy thằng người Âu Châu tướng nào nó bự con phải không? Ô tụi mày ăn chay ăn rau nghe, tụi mày đừng có xài sang đồ này nọ, con nghĩ cái Âu Châu hôm nay đâu có phát triển, đúng không? Cái thế giới này nó phải có này có kia, có trắng có đen. Ok, thì mày muốn làm thần thì làm thần, còn muốn làm Phật Bồ Tát thì chịu khó hơn chút vậy đó. Nhưng mà đến thời hôm nay đạo Thiên Tâm chúng ta thoát luân hồi sinh tử, nhưng ngược lại chúng ta khác hơn họ là vì chúng ta sống thế gian, biết chấp nhận cái thế gian này là đau khổ. Từ cái đau khổ chúng ta convert nó lại bằng cách đọc kinh, bằng cách ngồi thiền, bằng cách những cái công thức mà thu dạy và 12 giới luật của cha mẹ cho, thì chúng ta sẽ là những nhà lãnh đạo. Chỉ cần về một giới của Thiên Tâm thì bằng ngũ giới của đạo Phật, còn 11 cái giới kia là thoát hồi sinh tử đó. Chứ không phải như đạo Phật 300 mấy chục giới mấy thầy mấy ni phải tuân theo, nhưng mà thời nay không có ai làm nổi cái giới mà không tham tiền thôi là mấy ổng là đã sai tùm lum rồi, đừng nói làm chi mà cái giới mà có bầu nhí riêng ở ngoài nữa. Bây giờ ở cái thời ma quỷ, nó thấy nó làm cái gì á, Phật nói, Đức Thầy nói, con của Phật, con của trời, nó hiền, nó không có ma lanh lẹ giống như con của ma, con của quỷ. Con thấy cái tượng Phật mà ngồi, Phật mà hí mà ngồi thiền, con thấy con cảm tình, hay là con thấy mấy cái tượng Phật mà mở trắng mắt ra? À, bây giờ làm tượng Phật cũng mở mắt ra, cái này nó làm phản ảnh ngược lại không? Mấy cái tuổi làm tượng ở Việt Nam thì thấy rất là nhiều cái tượng đó, trên hình, trên mạng cũng vậy. Họ tới ngày hôm nay chết sắp tới nơi mà họ cũng vẫn chưa có biết quay đầu á. Đó là lý do tại sao là 10 chết 7 còn 3 là vậy đó. Tới ngày hôm nay nhiều người đâu có biết. Giống như cộng đồng San Jose, mấy bà Phật tử mà biết ở đây mình là chánh nghĩa, biết ở đây mình là đúng, trời ơi, bà kéo vô đây giúp mình gói bánh tét một đống rồi, đúng không? Còn họ thiên chúng ta cũng vậy, có nhiều đứa theo sư phụ mà không có chịu hiểu sư phụ á, cũng không nghe clip sư phụ mà cũng không có đọc kinh, cũng không gì hết, rồi cái gặp nhà nói hay bạn bè kéo nói này nói kia rồi cũng lạc cái tâm. Tại khi mà ở phương xa có cứ nghĩ là xung quanh không có ai, không nghe, thật sự mấy vị thần thánh biết, khi mà một đứa mà khởi tâm mà nói không có đúng về sư phụ hay đúng Thiên Tâm là mấy vị nghĩ đứa này là không có duyên, mấy vị cắt liền, cắt là tự động, không có đến gần được sư phụ, không có hiểu không? Cho nên khởi tâm là mấy vị đã biết rồi, mấy vị rất là mà trời Phật mà, đâu có cần phải đứng ngay mặt như kiểu người đời mình đâu. Cho nên có những đứa hội thiên cũng bị cái đó. Thí dụ như mình bận rộn hay là mình có cái gì nữa thì cũng giữ im, lâu nay mình đã tin rồi, mình cứ giữ vững lòng tin. Chứ mình không phải như kiểu đời chạy theo à, bữa nay sư phụ kiện nói là ngày mai phải hát bệnh. Nếu mà nói gì mấy ông hát ô á, từ năm 78 tới giờ gần 50 năm. Mà tới ngày hôm nay á, mấy ông mới đúng là nhẫn nại đó. Mấy bác á, không thấy không? Còn sư phụ bữa giờ cũng nhẫn nại. Nhưng mà chuyện cơ trời đã đến, hôm nay là đến thiệt luôn rồi đó. Hồi xưa nhớ cũng cái ngày nấu bánh tét giống như vậy. Năm 2018 thì lúc đó không có chủ ý như là mấy cái máy bây giờ mấy con canh sẵn phải không? Xưa cũng đâu có biết, cứ ngồi nói chuyện vu vơ. Thì cái không hiểu sao có cái thằng đó là cầm cầu vơ. Nhớ cái đó thì Thụ ngồi trong cái góc. Rồi cái nó cầm nó quơ ngay cho Thụ. Thì từ đó Thụ mới nói. Clip đầu tiên mà nói về chiến tranh từ Trung Đông á, nó chỉ có 10 mấy phút, nó rất là quan trọng tới ngày hôm nay. Là nó sẽ khởi xướng từ Trung Đông.
Mà tại lúc đối thủ đang buồn quá không, tại vừa mới họp với cha mẹ với mấy chư Phật, mấy chư vậy nói là nhân loại sắp chết đến nơi rồi á con, nhiều lắm, con phải khuyên người ta nên buông bỏ bớt để mà là đầu tư về tâm linh. Đầu tư tâm linh nghe là giống như mình vậy nè, chứ còn thời đó đâu có ai hiểu đầu tư tâm linh đâu, cứ lo đầu tư ngoài đời stock thế này thế kia không. Rồi cái thùng mới buộc miệng mới ngồi mới nói, thì lúc đó lần đầu tiên lộ cơ trời, chứ cha mình đã lộ rồi, nó lộ luôn. Cái sao á, sư phụ sợ bị hố, sợ cái gì la đó, con lửa con lỡ lộ rồi, chiến tranh từ Trung Đông sẽ lan ra khắp thế giới, rồi Biển Đông nữa này nọ, Kim Nhân Ủn sẽ bị dân lôi đầu xuống đại khái, con nghe quyết cũ. Cái gì nói, con lỡ lộ rồi hả? Lỗ rồi lỗ luôn. Mấy vị cho nói tới giờ, nhưng mà bây giờ cho mới nghĩ lại là à thì ra mấy vị đã khiến mình nói chứ không sư phụ dám nói. Mấy ông bốn này á, với cả sư phụ lúc ngày mà ấy trọ ngậm như hết, bị em sư phụ đè xuống quýnh lúc nó đang niệm Phật chuỗi ở trên cái sàn máy mà nó nằm dưới kẹt máy vậy á, mà cuối cùng á 18 hộp vẫn lụm lại đúng 18 hộp. Mình biết cái hãng tiện á, máy nó nằm dưới kẻ, không biết sao lăn cũng ra được. Mấy nhân viên thấy sư phụ, trời ơi tội nghiệp, nó đi tìm, nó lụm lại cũng được đúng 18 hộp. Trời ơi mừng cũng chết. Thời đó đâu có dám nói, mày mà đụng tới tao là mày sẽ nằm liệt giường y chang. Trời ơi nó bị gao, mấy vị bắt nó nằm 3 tháng trên giường. Thằng em á, không biết bữa nay có tới không. Hổn lắm. Mà sư phụ đâu có nói sư phụ là thiên tử, ai đụng tới người sư phụ là mệt luôn á con. Ô, tôi không biết sao tôi tự nhiên tôi bị gao. Có lý do vậy đó. Thì những cái thời đó, ý sư phụ nói là cơ trời sư phụ không có dám lộ. Giữ kỹ, dễ sợ kỹ luôn. Cả trên lòng mình lòng ở đó. Mà đi vô đây ra mình đâu có nói là mấy gì ở đó đâu. Đính thân à, cứ nói tôi thích gỗ rồi tôi chân vậy đó. Những cái năm đó. Sau mấy cái đó rồi, sau mấy cái lộ cơ đó, sư phụ có viết ở trên chỗ mà lúc xi măng á là năm phải 22, năm 22. Nhưng mà đến lúc mà mấy vị mẫu của Mỹ á, là bà nữ thần tự do đó, coi ca ra với cái Brazil Nam Mỹ đó, mẹ tóc vàng đẹp lắm nha, đẹp gái lắm. Cái mẹ mới về gọi là mẹ ngũ hành á, đại diện cho châu lục châu của Mỹ. Cái mẹ mới về, mẹ mới nói thái tử có biết lại mấy gì đó kêu hụ là thái tử không, nước Mỹ này sẽ chia làm đôi. Nghĩa là cái mà nói ủa cái nước Mỹ đang nguyên vẹn vậy làm sao chia làm đôi, sau này mình mới biết có cái vụ Black Lives Matter là thật sự nó gần chia làm đôi. Quảng hồn trụ nhớ lại hồi xưa mấy gì đã dạy trước mình rồi, mà nó có chia làm đôi hay không á, ấy cũng do thái tử có thành tâm sinh hay không nữa. Cái thù có quảng hồn nhớ lời mẹ dạy cái mình mới ra mình sinh, rồi làm sao cho đừng chia làm đôi. Thì từ lúc mà thù sinh cho nước Mỹ đừng có chia làm đôi á, thì mới từ đó mới có cái chuyện ông Trump ông bị ăn cắp lá phiếu. Chứ ổng mà lên liên tục á là Mỹ đen không còn biết, ổng làm tổng thống 8 năm Mỹ đen nó chia làm đôi liền á, những cái sắc dân da màu á. Thì từ đó sư phụ bị chửi là tại sao nói ông Trump đậu mà lại là do ông Trump lại bị dân chủ đậu. Mà cái đêm đó mà tự nhiên ba tiểu bang Wisconsin với Ohio hay gì đó thắng rõ ràng, tự nhiên thức dậy cái chủ sao đi ngược lại. Không biết lá phiếu này, lá phiếu mẹ ở đâu ra lẻ vậy trời. Có mấy con tiếng đồng hồ à, con nhìn đi. Cái lúc đó sư phụ mới ngồi buồn quá, mới thỉnh ông chọt qua sân tanh về. Ngài là người founder là sáng lập nước Mỹ. Ông về ông nói thái tử có biết tôi làm ra là tam quyền phân lập, mà bây giờ chuyện chưa tới đâu, ngài đừng có nôn nóng, chuyện chưa có xong, ông Trump sẽ thắng. Cái mà nó thắng cái gì, bây giờ thua rõ ràng để nó tuyên bố rồi. Nhưng mà ngài phải từ từ ngài xem, chị tức nghe là cái bàn cờ chưa có đánh xong. Sau đó ông thắng thiệt, ông thắng lòng dân thế giới khóc. Cái đó mới gọi là thắng lớn, không biết không. Rồi từ đó tới ngày hôm nay, bữa nay con thấy không, rồi ổng bị 100+ cái lo su, tức là nó phá cái quốc hội, rồi giờ nó đổ thừa ổng là người phá hoại quốc hội, rồi nó dùng cái đó mà thừa ổng tới ngày hôm nay.
Con thấy khủng khiếp không? Mà cuối cùng ổng cũng hiên ngang đi vô Nhà Trắng. Thì trở lại cái đầu clip là sư phụ ở núi này cũng vậy. Bị cộng đồng, bị quốc gia, bị Phật tử, bị con chiên vùi dập. Mà hôm nay mình cũng vẫn có cái Thiên Long Thổ nó bên tay. Thì con thấy cuộc đời á, trắng với đen, chánh với tà, nó khác nhau ở chỗ đó. Nghĩa là tà không bao giờ thắng chánh. Thì mấy con cứ làm người chánh đi, cuộc đời không bao giờ bị thua thiệt, không bao giờ bị khổ, và không bao giờ bị giống như là bực tức một cách vô lý. Ai mà ăn hiếp mình cứ gán nhịn, dầu cho người đó chị em bạn đạo với mình, họ thiên với mình cũng vẫn thắng. Là tự vì ở trên sẽ nhìn thấy, chứ không phải thắng thua là do lời qua tiếng lại. Thì con thấy cái câu chuyện của ông Trump có phải màu nhiệm không? Quá màu nhiệm. Mà tại sao tới ngày hôm nay thụ ngồi đây vẫn tiếp tục nói thêm cái clip này là 270 mấy 28 29, là sao người ta vẫn chưa hiểu? Là tự vì người ta không có đủ cái phước để học xuất thế gian. Người ta chỉ chạy theo đời thôi, giống như họ chỉ đi theo cái đường mòn của thế gian, đi theo đám đông thôi. Họ không có nhìn lên, họ không có ngước lên. Con người cứ đi theo cái góc mòn cũ không à. Thì lúc đó thì hội thỉnh ông chọt qua sân tình, ngày nó chưa xong, cái hội cũng buồn nó ha. Lúc đầu ấy hội vô hội trường cái gàn lắm, cái buồn mà bị cộng đồng mạng kìa nó chửi buồn. Cái vô nó hỏi cha, cái cha hiện về, cha la, tại lúc đó cha rất là bận, mà cha hiện về trước mặt của hội. Con cứ lo đạo của con. Ta có chuyện chưa có xong mà tại sao con nôn nóng? Ta đã dạy con rồi, cứ lo đạo. Cái cha la cho sư phụ chặt, cái cha bay về trời. Thì cha nói chưa xong, thì từ cái câu mà mấy vị nói chưa có xong á, thì sư phụ vẫn vững lòng tin là ông Trump. Tại vì lúc đó cha với mấy vị cũng đâu có nói là ông Trump sẽ thua đâu, đúng không? Mấy vị chỉ trả lời là chưa xong mà. Mình thấy cái Thiên Long Sơn mình nó giống như phim khoa học giả tưởng không? Mà mấy con thấy có giả tưởng không? chỉ có người không có đủ phước, không có hiểu được mấy cái này, họ mới nghĩ là mình ảo. Thì hội dám nói 8 tỷ người các ngươi á, là hầu hết là 99.9% là ảo. Thì nói chuyện này không có ảo cơ. Tại vì lạ thôi, chứ không phải là ảo. Có thể nói sư phụ là người lạ nhất thì ok. Chứ con nghĩ ông Notre Dame hay là bà Venga mà có nói kiểu nào nữa, chỉ trúng có 50% thôi. Mà sư phụ nói những cái chuyện mà rất là detail nữa. Rồi đến những cái chuyện mà gọi là không có phải là người ta không bao giờ nghĩ ra, là năm cá cùng đi một lượt. Cái đó rất là khó làm. Cái thế giới này nó điên cuồng như vậy nè. Nước nào đánh nước đó là đã không cho, rất là khó nói rồi. Mà sư phụ nói là cả một năm cái ác luôn cùng tan một lượt, là vừa chiến tranh, vừa chùm khăn bây giờ thằng Hamas là xong rồi đó, vừa bệnh tật, rồi vừa kinh tế. Sau cái này rồi, tất cả giống như là một cái hào quang sáng rực cái quả địa cầu này trở lại. Từ cái environment, khí hậu, chính trị, kinh tế, đời sống, nhân loại lúc đó, cả thế giới này đều có nụ cười. Từ nhỏ cho tới già, tới lớn tuổi, họ thiên chúng ta sau này sẽ rất là được thế giới trân trọng. Khi đứa nào mà đeo cái nón này ra đường á, người ta sẽ trân trọng. Tự vì họ thiên chúng ta là tiên tri số 1 của cái thời đại này. Và mấy con sẽ rất là hãnh diện. Sư phụ của mình là không phải là người thường, không phải là người phàm như mọi người. Đó là sự thật. Còn những cái chuyện gì sư phụ nó lung tung hay này nọ trên đó, là có những cái để mà cho những cái tầng lớp không hiểu để họ hiểu. Những lúc sư phụ ca không có đáng ca, để cho những cái đứa mà nó lỡ vô tình nó nghe, nó cũng có chút cái điển thanh, cái âm thanh đó. Nhưng mà mấy con bỏ mấy cái ca hoài á, thì mấy bác mà họ thiên lớn tuổi đó, họ sẽ bị chát.
Trời ơi, thiên tử xuống trần còn ham vui quá không? Đại khái họ chấp. Cho nên lâu lâu á thì chút chút thì được. Mà thí dụ như ca mấy bài quê hương hay là những cái gì vui vui thôi. Chứ đừng nên cái gì cũng bỏ lên. Thì bữa mấy gì có dạy vậy đó. Nhưng mà có một điều mấy con phải nên biết hãnh diện. Không phải những đứa gần đây, không phải những đứa họ thiên mới mà tới đây kêu hộ vẽ cái chán. Ở bên nước Việt hay khắp thế giới, họ âm thầm mỗi một ngày theo cả nghìn nghìn người. Âm thầm, đông lắm, rất là đông. Tại vì nếu không có cái họ thiên, không có cái đạo thiên tâm ra đời, giàu cho cái chế độ này có sụp đổ, chế độ cộng sản vô thần sụp đổ, cũng không có giá trị nữa. Một chế độ mới lên nó cũng vẫn tàn ác, nó cũng vẫn quyền lợi, nó không có nhân phẩm, nó không có biết đạo đức, nó vẫn hối lộ tiếp tục. Thời đệ nhị cộng hòa đệ nhất cũng là hối lộ, cũng là dân khổ, nhưng mà không đến nỗi tệ như mấy ông này, phải không? Cho nên mấy vị mới nói sư phụ á, là cái đạo là cái nền móng để mà xây cái nhà lầu ngàn tầng, thì cái thiên tâm chúng ta là cái móng. Cái móng mà không có vững chắc, có xây nhà lầu kiểu nào nó cũng sẽ sập. Đó là lý do tại sao dân tộc chúng ta trong tương lai sẽ thành dân tộc hùng cường giàu mạnh. Đó là cái này. Bây giờ một cái thằng mà nó đi ra trường Sĩ Quan Đà Lạt hay là Thủ Đức, sau này nó sẽ ra trường Sĩ Quan Thiên Tâm. Sĩ Quan Thiên Tâm là cho mày vô mày học, mày ăn chay ngồi thiền 3 tháng đi. Mày giữ 12 giới mày giữ không nổi, mày giữ giới thứ 1 thôi. Mày có dám hối lộ không vậy? Con nghĩ thử. Còn mấy ông nội này đâu có học ra trường Thiên Tâm đâu, mấy ông ra trường Bắc Hồ không à. Đó là lý do tại sao rất là quan trọng. Cái đạo nó đi vào cái lòng người và nó đi theo nhiều nghìn năm. Chứ còn lập một cái thể chế mới, một cái đảng phái mới, nó vẫn mai một trong 50 năm, 100 năm sau. Đảng Cộng sản thế giới hồi xưa họ nghĩ là họ chiếm toàn cái quả địa cầu này, cuối cùng hôm nay nó tan hết. Nga cũng tan, bây giờ sắp sửa Trung Cộng cũng tan.